Thưa quý vị, theo nghị quyết số 68 NQCP vừa được ban hành, gói hỗ trợ lần thứ hai của chính phủ lên đến 26.000 tỷ đồng hướng đến các nhóm đối tượng chính bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 là người thất nghiệp, lao động tự do, hộ cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp, trẻ em và phụ nữ mang thai. Trong 12 nội dung chính, có một số nhóm chính sách tác động tích cực tới người lao động và sự hồi phục nền kinh tế như giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong 12 tháng, tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất 6 tháng, hỗ trợ một lần người lao động nghỉ việc không hưởng lương, nghỉ dưới một tháng, hỗ trợ 1 triệu 855 000 đồng một người, nghỉ trên một tháng, hỗ trợ 3 triệu 710 000 đồng một người. Hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho người lao động tối đa là 1 triệu 500 nghìn đồng một người lao động một tháng và thời gian hỗ trợ tối đa là 6 tháng. Hỗ trợ các hộ kinh doanh 3 triệu đồng một hộ nếu dừng kinh doanh từ 15 ngày trở lên. Doanh nghiệp được vay không lãi suất để trả lương cho người lao động phục hồi sản xuất. Một số nội dung khác cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận như hỗ trợ một lần 3 triệu 710.000 đồng một người đối với hướng dẫn viên du lịch được cấp thẻ hành nghề bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ ngày mùng 1 tháng 5 tới ngày 31 tháng 12 năm 2021, hay quy định hỗ trợ lao động tự do không thấp hơn 1 triệu 500.000 đồng một người một lần hoặc 50.000 đồng một người một ngày. Trước đó, Nghị quyết số 42 NQCP của chính phủ cũng đã chi khoảng 39.000 tỷ đồng cho khoảng 14,4 triệu người được thụ hưởng. Hiện Nghị quyết số 42 đã hết hiệu lực từ ngày 31 tháng 12 năm 2020. Điều đáng nói là hiệu quả triển khai gói hỗ trợ lần một còn thấp. Trong quá trình triển khai, chính sách thì còn một số các tồn tại vướng mắc chưa sát đúng, chi trả còn trùng lập, kê khai thiếu, tình trạng trục lợi chính sách ở một số địa phương tạo dư luận không tốt trong xã hội. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác, thưa quý vị, hôm nay thí sinh cả nước làm thủ tục dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 1 năm 2021 tại 63 hội đồng thi và bắt đầu bước vào thi chính thức trong 2 ngày tiếp theo là ngày mùng 7 và ngày mùng 8 tháng 7. Và theo số liệu của Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo, cả nước có 1.015.000 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Sáng ngày mùng 7 tháng 7, thí sinh sẽ thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn ngữ văn và buổi chiều thi toán. Sáng ngày mùng 8 tháng 7 thi bài tổ hợp khoa học tự nhiên gồm vật lý, hóa học, sinh học hoặc khoa học xã hội, lịch sử, địa lý, giáo dục công dân đối với thí sinh học chương trình giáo dục phổ thông hoặc lịch sử, địa lý đối với thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên. Buổi chiều thi ngoại ngữ. Trước đó, toàn bộ thí sinh, giám thị, thanh tra, nhân viên trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 1 đều được lấy mẫu và có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Tất cả những thí sinh F0, F1, F2 hoặc ở khu phong tỏa, cách ly xã hội sẽ dự thi vào đợt 2 với lịch thông báo sau. Dự kiến có hơn 11.000 thí sinh tại 39 tỉnh thành trong đợt số đó. Trong đó thì số thí sinh ở Bắc Giang và Bình Định chiếm tới trên 43% sẽ phải tham gia thi tốt nghiệp đợt 2. Trong đó số thí sinh vừa xét tốt nghiệp vừa xét tuyển đại học là gần 759.000. Chỉ tiêu tuyển sinh dựa vào kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông chiếm 55% và xét tuyển bằng hình thức khác chiếm 45%. Thưa quý vị, bản tin dịch COVID-19 trưa ngày 6 tháng 7 của Bộ Y tế cho biết có thêm 248 ca mắc COVID-19 mới tại 11 địa phương. Thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang tiếp tục ghi nhận nhiều nhất với 209 ca. Đến nay thì Việt Nam đã ghi nhận tổng số là 21.560 bệnh nhân. Trong tổng số 248 ca mắc mới có 6 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh, 242 ca ghi nhận trong nước tại 9 tỉnh thành phố, đáng chú ý là thành phố Hồ Chí Minh với chiếm 86% với 209 ca, tiếp theo là Hà Nội 10 ca, dưới 10 ca có Phú Yên, Long An, Thanh Hóa, Bắc Giang, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Hà Nam. Trong đó 182 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa. Như vậy Việt Nam có tổng cộng 19.683 ca ghi nhận trong nước và 1.877 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 18.133 ca. Trong đó có 5.248 ca bệnh đã khỏi. Có 12 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới. Yên Bái, Quảng Trị, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thái Nguyên, Điện Biên, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Phú Thọ, Nam Định và Quảng Nam. Thưa quý vị, chiều nay ngày 6 tháng 7, Ban dân vận Trung ương đã tổ chức hội nghị giao ban công tác dân vận Đảng toàn mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Các tổ chức chính trị xã hội ở Trung ương và Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 6 tháng đầu năm 2021. Tại hội nghị, nhiều báo cáo kết quả nổi bật về công tác dân vận trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Các tổ chức chính trị xã hội, đặc biệt là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam đã có nhiều hoạt động đi sâu đi sát hỗ trợ nhân dân vượt qua những khó khăn trong đại dịch trong đó đã có hơn 4.700 tỷ đồng đóng góp vào quỹ COVID để hỗ trợ cho người dân. Báo cáo tại hội nghị, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho biết, dịch COVID-19 đã gây ra những khó khăn rất lớn đối với hàng triệu nông dân, không chỉ đối mặt với dịch bệnh trong chăn nuôi như dịch tả lợn châu Phi, viêm da nổi cục trên châu bò, người nông dân còn đối mặt với tình trạng giá nông sản xuống thấp trong khi vật tư đầu vào như phân bón, giá thức ăn chăn nuôi tăng cao. Trước tình hình này, trong 6 tháng đầu năm 2021, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã tổ chức kết nối tiêu thụ nông sản cho nhiều địa phương, đặc biệt là tỉnh Hải Dương. Hội Nông dân đã kết nối tiêu thụ trên 30.000 tấn rau củ quả, gần 5.000 tấn gà thịt cá, trên 1,5 triệu quả trứng da cầm. Bên cạnh đó, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng đã kêu gọi ủng hộ được trên 4.700 tỷ đồng, trong đó có hơn 1.000 tỷ đồng đã đóng góp vào quỹ vaccine phòng chống COVID-19. Theo bản tin dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều ngày 7 tháng 7 đến hết ngày 8 tháng 7, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to, có nơi mưa trên 300mm một đợt. Mưa lớn nguy cơ gây ra ngập lụt và úng cho các vùng thấp trũng, đặc biệt là các diện tích lúa mới gieo cấy và uy hiếp đến an toàn công trình thủy lợi, nhất là các hồ chứa nước nhỏ, sung yếu và đang thi công sửa chữa, nâng cấp và xây dựng mới để bảo vệ an toàn công trình thủy lợi và sản xuất nông nghiệp giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn gây ra tổng cục thủy lợi đã đề nghị với sở nông nghiệp và phát triển nông thôn các tỉnh thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các nội dung sau theo dõi chặt chẽ các thông tin thời tiết để thực hiện các phương án đảm bảo an toàn vận hành công trình thủy lợi tiêu nước đảm bảo phục vụ cho sản xuất dân sinh khi có ngập lụt và úng xảy ra khoanh vùng cụ thể diện tích có nguy cơ bị ngập lụt, úng để có những phương án cụ thể. Khi xảy ra mưa lớn có nguy cơ gây ngập lụt, úng phải khẩn trương vận hành công trình thủy lợi để tiêu nước phục vụ sản xuất và dân sinh, đồng thời xem xét tích trữ nước ở các hồ chứa để phục vụ cho sản xuất lúa hè thu, lúa mùa ở một số địa phương khu vực Bắc Trung Bộ triển khai phương án bảo đảm an toàn cho các công trình thủy lợi, tổ chức trực ban 24 trên 24 giờ trong thời gian có mưa lũ, bão, theo dõi chặt chẽ mực nước và lưu lượng nước, các hồ chứa nước để có những phương án vận hành cho phù hợp. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong 6 tháng đầu năm nay, mặc dù chịu tác động lớn từ đại dịch COVID-19 và gặp rất nhiều những khó khăn do thương mại toàn cầu gián đoạn, song tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản 6 tháng đầu năm 2021 vẫn tăng mạnh và vượt kế hoạch đề ra, đạt 24,23 tỷ đô la Mỹ, tăng 28,2% so với cùng kỳ năm 2020. Cụ thể, xuất khẩu nông sản chính đạt 10,40 tỷ đô la Mỹ tăng 13,3%, thủy sản đạt 4,05 tỷ đô la Mỹ tăng 12,5%, lâm sản đạt 8,7 tỷ đô la Mỹ tăng 61,5%. Bốn thị trường nhập khẩu nông lâm thủy sản lớn nhất của Việt Nam là Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc, trong đó xuất khẩu sang Mỹ tăng mạnh đạt khoảng 6,7 tỷ đô la Mỹ tăng 59,8% so với cùng kỳ năm 2020 và chiếm 27,9% Tổng giá trị xuất khẩu thị trường Trung Quốc nhập khẩu khoảng 4,75 tỷ đô la Mỹ, tăng 32,1%, chiếm 19,6% tổng giá trị xuất khẩu. Trước kết quả tích cực của 6 tháng đầu năm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết sẽ nâng mục tiêu xuất khẩu nông sản năm nay lên mức 45 tỷ đô la Mỹ, cao hơn so với chỉ tiêu chính phủ giao đầu năm 3 tỷ đô la Mỹ.